từ triết lý thì nó mới ra được tầm nhìn. Tầm nhìn là gì? Tầm nhìn chính là mục tiêu, và mục tiêu cũng chính là mục tiêu tí tôi nói. Và đời bố mày dứt khoát là phải đạt được thần tượng. Bố mày thần tượng Lưu Bị vì bố mày chỉ thích nhân hòa thế. Bố mày phải đạt bằng được Tào Tháo, dứt khoát là vua. Tao phải đạt được cái gì à? Tôn Quyền, vì bố mày giữ được thế cuộc đời. Có thằng mục tiêu cuối đời bố mày phải làm, phải là thằng cực giàu, ít nhất là Bill Gates hoặc là Jack Ma. Mục tiêu các bạn có đạt không tôi không biết, nhưng chắc chắn con người nó sẽ có. Nó khác con vật cho đó. Thì mục tiêu dài hạn thì gọi là tầm nhìn. Gần như 100% doanh nghiệp đích hiểu tầm nhìn là gì mà cứ nói tầm nhìn. Cho nên ở đây á, mỗi kẻ phải ấn định cho mình một mục tiêu, doanh nghiệp lại càng phải làm. Vậy thì tầm nhìn chính là mục tiêu dài hạn. Cả chị ạ, dài hạn có thể có thời gian mà có thể là vô định. Tôi sẽ là không có thời gian, 2050 bố mày sẽ là. Đấy cả chị ạ, tầm nhìn này nó có tính tới nguồn lực. Còn cái viển vông ấy thì gọi là ước mơ, không nằm trong khái niệm tầm nhìn. Tầm nhìn chính là khát vọng, mà khát vọng là một phần của ước mơ, có tính tới chắc chắn làm được. Các chị ạ, cho nên bạn có thể gõ Google tầm nhìn của Vinamilk, tầm nhìn của Viettel, tầm nhìn của Honda. Gõ ngay bây giờ thì bạn sẽ thấy họ muốn gì. Và tất cả nguồn lực nó tập trung và nó làm cho cái đó. Còn chúng ta đi học lớp này, tí nữa triển khai để đạt bằng được cái tầm nhìn đó. Mà cái số người mà có tầm nhìn là 1/99. Cho nên cái số thành công cực ngắn. Cho nên ở đây muốn kinh doanh thì chốt bằng chặt. Mày có muốn không đã? Nếu muốn thì mục tiêu đến cuối đời, mục tiêu giữa đời, mục tiêu sau 10 năm mày muốn gì? Cụ thể nó đến mục tiêu. Tầm nhìn là mục tiêu. Đồ hóa nó, mục tiêu là mục tiêu. Mục tiêu chính là chia nhỏ của tầm nhìn. Chia nhỏ của tầm nhìn. Thì mục tiêu 5 năm tới là 5.000 đô. Hiện nay 3.000 đô. Như vậy, mục tiêu năm tới tôi đã ví dụ nhé. Là 5 năm tới chúng ta phải đạt 5.000 đô ngoài xây dựng hạ tầng. Đã 5.000 đô. Thì trong nghị quyết người ta ghi là mục tiêu 5 năm tới cuối năm 5.000 đô. Trên tầm nhìn, trên theo tầm nhìn, theo tầm nhìn của 2050. Vì tầm nhìn 2050 là 30.000 đô. Như vậy để đạt 3.000 đô chúng ta nhảy từng bước một. Thì 5 năm tới 5.000, trong tầm nhìn 3.000, 30.000. Xong 5 năm tới nữa chúng ta sẽ có 10.000 đô, trong tầm nhìn 30.000 đô. Cái câu được lặp đi lặp lại trên TV mà cực hay mà bạn lại không hiểu. Cho nên là công ty của bạn là phải đạt 100 tỷ, mà đến ngày hôm nay bạn mới đang bỏ ra 1 tỷ. Thế thì 5 năm tới bố mày phải đạt là 10 tỷ, xong bố mày 5 năm nữa đạt 60 tỷ. Vì các năm nó nhảy không đều, nhưng mà chắc chắn sau 5 năm, tính từ ngày thằng Dương nó đang leo lẻo thế này, thì bố mày sẽ có trong tay 100 tỷ trên nền tảng 10 năm nếu các bạn đặt mốc như vậy. Như vậy tầm nhìn 10 năm là 10.000 tỷ. Thì năm đầu tiên mình đạt 10 tỷ bằng mọi giá phải làm. Thì người ta gọi mục tiêu chính là một phần của tầm nhìn, mà tầm nhìn là mục tiêu, mà mục tiêu cũng chính là mục tiêu. Nhưng mà ngắn hay dài? Ngắn hay dài ạ? Ngắn. Các bạn đừng để tôi phí thời gian, vì những đoạn này nó cực kỳ quan trọng. Nó định vị các bạn là con người chứ không phải con vật. Tầm nhìn bố mày sẽ đạt, con vợ thích cái gì tặng cái đó. Đúng nghĩa đen của từ đó đúng. Muốn thế hàng năm phải tích lũy, hàng năm phải âm thầm quất.
mẹ nó phát triển thì ngu như con chó, khoe nhiều khách mà ít khách, vớ vả vớ vẩn. Các anh chị đừng làm gì cả, các anh chị phải chốt bằng được. Không xác định được những gạch đầu dòng thì tuyệt đối đừng làm gì cả. Vì cái hành vi của mày là hành vi bản năng của con vật, hành vi có mục đích. Khi bạn ấn định được những gạch đầu dòng này, bạn đã thắng 60% cuộc đời rồi. Tiếp theo, để làm được mục tiêu hàng năm ấy thì trị giá lõi của mình là gì? Trị giá cốt lõi. Trị giá lõi của em là sản phẩm em tốt. Cái mà cụ mày, một chữ sản phẩm tốt mày học lôi mất rồi. Thế nào là sản phẩm tốt? Nó không hiểu một cái gì cả. Nói mãi cũng thế thôi. Chồng em giỏi lắm ấy. Thế mà cụ mày thằng Lưu Bị giỏi hay là thằng Triều Tử Long giỏi? Khi mà Lưu Bị như cái bị thịt ấy, nhưng nó nắm mẹ cả thiên hạ đấy con ạ. Triều Tử Long quật cả ngàn quân. Vậy thì bạn lấy chồng, bạn sẽ lấy Lưu Bị hay Triều Tử Long? Mồm cứ leo lèo, anh ấy giỏi. Thế nào là thằng giỏi? Thú má mày một từ mày học lôi mặt. Anh tốt lắm. Trong điều kiện hiện nay, một thằng đực như thế nào gọi là tốt? Thầy một cười. Tốt nghĩa là không bao giờ nói bậy như thầy. Thầy mà dạy đâu. Tốt nghĩa là gặp ai cũng phải chim gặp bác chào mào, chào bác. Tốt là đi chơi với em, anh ấy lịch sự lắm. Chứ như thầy là em đoán là ngồi chỉ một lúc là sờ sống. Anh ấy đi chơi là anh ngồi đối diện hai ly cà phê, anh tôn trọng em tuyệt đối. 3 tiếng đồng hồ mà đi chơi suốt một năm, ngày nào 3 tiếng ngồi cạnh nhau để hai đứa hai ly cà phê uống nói chuyện mẹ lịch sự, chuyên môn nâng cấp, rồi là cuộc sống triết lý cuộc sống. Cái thằng đực mà đi chơi với con bồ mà ngồi đối diện 3 tiếng xong đi về, theo các bạn đó là thằng tốt hay thằng không tốt? Thằng tốt hay thằng không tốt? Mày nói tốt hay không tốt? Đồ má mày, mày cho tao biết đây là thằng thiện hay thằng ác? Rất ác. Rất ác à? Đây là cách nhìn của chú. Anh tôn trọng chú. Mà chú giàu cái tai lên nhé. Chú nghe cái người bên cạnh. Ác hay thiện em? Với tư cách giới tính khác, tôi đi chơi với em, tôi đang hoàng trên cả mức em tưởng tượng, thì gọi là đàn ông tốt. Ví dụ thế. Tôi tốt hay tôi xấu? À tốt. Nếu là người bạn, quá đúng. Đây tôi đang đặt vấn đề, tôi là bồ em cơ. Tốt hay xấu? Sao cưới? Tốt hay xấu? Giữ chi tiết đến ngày cuối cùng. Đúng đêm tôi hôn thì anh mới làm việc đó. Tốt hay xấu? Xấu. Phải bộ trước khi đêm tôi hôn đúng không? Cái đại hội chủ bị nó mới quyết định, chứ còn đại hội chính thức thì vớ vẩn. Mày thấy chưa? Như vậy là mày đúng và chị cũng đúng. Tóm lại hành vi đó là hành vi của thằng đàn ông tốt hay không tốt? Mình chốt lại câu cuối cùng xem nào. Không tốt. Thế mà dám kêu bồ em tốt, đập chết bẹ mày gì. Thế bây giờ ngồi xuống, không nói câu nào, kẹp cổ múc luôn, không có nói chuyện gì cả. Thế đó theo em là tốt hay xấu? Xấu luôn. Mẹ ngồi im xấu, múc luôn cũng xấu. Thế kéo em thế nào là tốt? Tức là khởi động xong múc luôn, được chưa? Nó còn công đoạn gì nữa? Là phải chia nhỏ nữa. Tức là sang giai đoạn 2 là tăng tốc. Từ từ không bà mới xong. Cầm tay xong đưa gần đến vai, đúng không? Xong đến đó sẽ là múc được chưa? Đến đó múc được chưa? Xong đến vượt chướng ngại vật. Trường Doanh Nhân PR.